Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Sao Hỏa Sao Kim. Đây là vòng 2 của chương trình. Phần thi game vận động này cần sự mạnh mẽ của đàn ông và cả sự khéo léo của phụ nữ thì mới có thể vượt qua được cái vòng thi này. Luật của trò chơi như sau: thành viên đầu tiên của đội sẽ đứng ở vị trí này, cầm cái gào múc bánh canh này, múc được càng nhiều xốp càng tốt. Sau đó thành viên này phải đổ xốp vào trong lon. Sau đó thành viên thứ hai phải tự đứng tại chỗ xoay 5 vòng. Sau khi còn được bao nhiêu muối, di chuyển sang cái bàn bên đây, đứng 90 độ và đổ cái phần xốp còn lại vào cái này. Đúng rồi, được bao nhiêu xốp, thành viên thứ ba sẽ đứng từ đây, nhận cái thùng này, đưa nó lên đầu và đứng từ bên đây. Lên cầu khỉ sẽ không được dịnh nữa, mà phải buông tay mới được di chuyển. Sau khi di chuyển hết cây cầu, chúng ta sẽ đổ muối còn lại vào trong cái ô của mình. Đội nào nhiều mút hơn đội đó thắng, vậy thôi. Rồi làm nhanh đi. Mời đội nam thi trước. Anh thấy cái phần mà mút này nè, nó cần một cái người mà có cái cơ dẻo với lại khỏe. Chà, ở đây tập tạ coi bộ. Ông ra đô chưa chắc là dẻo. Chuột bên kia nó nhảy quá rồi. Em mút nha. Thấy nó ốm mà nó mạnh quá. Ủa em, vậy em vô phòng gym làm gì vậy kìa? Đó. Cái này trụ được nè. Cái này trụ được đúng không? Được là vô đây. Cái này là vai trụ được. Rồi còn anh đi thăng bằng thì để anh là thế mạnh thăng bằng mà. Bởi vì anh bị tiền đình mà. Vậy hả? Ừ, ok. Thưa quý vị, phân công đã rõ ràng. Chuẩn bị vào vị trí. Thời gian bắt đầu. Từ từ thôi. Cao lên. 90 độ. Rất khéo léo. Xoay. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Anh Thịnh không được trợ giúp. Như được trợ giúp. Bây, từ từ cánh nằm 90 độ, 90 độ, đúng rồi. Tới. Đúng rồi. Tới phiên Đức Thịnh. Rồi. Cố lên anh ơi, hai bước. Hay quá. Buông tay nào mới được đi nha. Buông tay nào mới được đi. Đi lại từ đầu. Đi lại. Anh không muốn đi lại từ đầu thì anh dừng thôi, đừng đi. 7 con yêu nền nhện. 2. Tiếp. Thần chuột ơi. Lùi lại. Rồi lật. Xích qua đội. Hay quá. Còn quay đi. Hồ quá. 1. 2. 3. 3. 3. 4. Đùa lôi. 5. Anh ở đây nè. Xỉu quá. Rồi cánh đôi, cánh đàng hoàng. Cố gắng lên em. Xích tới. Nhìn lại. Xích tới. Rồi, hay quá. Múa, đúng rồi Giang. Múa. Không được. Anh mà thấy nó chào đã, anh dịnh lại, đừng đi nha. Đi lên từ đâu. Trời đất ơi. Khó nè. Khó. Đổi người được không? Không được. Kia. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Hết giờ. Một tràng vỗ tay nào nhiệt cho đội Nam. Và bây giờ sẽ là lượt của chị em phụ nữ nhà mình. Chuẩn bị. Lượt chơi của đội nữ bắt đầu. Cố lên, cố lên. Lên, hai giấc cho
Là cái gì vậy? Cái gì vậy? Con là chị Giang con. Chị Minh. Em đau bụng quá. Em đau bụng quá. Mà không đổ vô được luôn. Chọn sai chiến phục. Chọn sai chiến phục. Quay 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 quay. Lâm vào quay chạy tôi. Chín mươi độ, chín mươi độ, chín mươi độ. Ừ, ok. Ba mẹ ơi. Tao hai đừng cổ vũ. Cổ té đi nha. Cố lên gì ơi. Thoải mái, nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đi chân ngang, thẳng người lên, wow. Thẳng người lên. Đợi chị Giang, vô. Rồi một không được, đứng thẳng lên, thẳng lên. Rồi đúng rồi, cao lên, cao lên. Rồi. Rồi em đi. Yeah. Cổ lên, cổ lên. Mỗi lần tới cái độ này tôi muốn chết luôn thiệt á. Tội chị Giang quá. Không có làm, không có làm được cái gì. Năm rồi, đúng rồi. Được rồi, đi qua đây. Thẳng lên nha, đứng thẳng lên. Đúng rồi. Nghiêng. Trời ơi. Ba mươi giây cuối cùng. Hết giờ. Thưa quý vị, với phần dự thi của nghệ sĩ Lê Giang, sự sống sót của Châu Bùi là một kỳ tích của chương trình. Vâng quý vị, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra kết quả của họ. Mời hai đội trưởng. Một, hai, ba. Thưa quý vị, sau một thời gian gõ liên tục vào đầu đồng đội thì đội của Lâm Vĩ Dạ, Lê Giang và Châu Bùi đã thua thảm hại trước đội Nam. Xin chúc mừng đội anh Đức Thịnh. Đây chỉ là một kết quả cho thấy sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ mà thôi. Đúng. Và kết quả phụ thuộc vào quý vị khán giả tại trường quay. Quý vị thấy đội nào chơi nhiệt tình hơn, chơi thông minh hơn, quý vị hãy bình chọn cho họ. Và thời gian bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, số phiếu khán giả dành cho hai đội là 3... Và xin chúc mừng đội nữ. Quý vị và các bạn thân mến, sau vòng 2, đội nữ đã cân bằng được tỷ số 1-1.
Hiện nay tỷ số này vẫn chưa nói là được điều gì, bởi vì vòng thi cuối cùng sẽ được nhân đôi số điểm. Những cuộc tranh luận nảy lửa, thú vị, hồi hộp. Xin chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.